Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Đây là những hình ảnh các tình nguyện viên ở bếp cơm Pháp Hoa đang phát những cái phần thức ăn cho những người đi nuôi bệnh có cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trước đó thì nhóm đã vào trong bệnh viện phát phiếu, và trong video clip này sẽ có hai phần. Một phần là phát cơm cho các cụ già neo đơn ở chùa Lâm Quang. Phần thứ hai là các tình nguyện viên sau khi đi phát cơm ở chùa Lâm Quang xong thì sẽ tới bệnh viện Phạm Ngọc Thạch phát phiếu, và buổi chiều thì sẽ phát cơm cho những người ở bệnh viện theo phiếu đã phát từ ngày hôm trước. Mời cô bác anh chị cùng coi video. Dạ, vậy anh phát luôn đi, chị lo lem phát đi, chị lo lem. Bà đó là ăn chay nguyên tháng. Mấy cái giường mà không có người này là có người không? Không, giường đó không có, để đồ. Cái giường không, cái giường đó có. Dạ. Còn cái giường kế bên là để đồ. Đi lùi á. Ở đây là ăn chay tháng có 4 ngày thôi, bà đó thì ăn nguyên tháng. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, thịt gà kho sả ớt nha các bà. Tại hôm bữa hôm qua con thấy các cụ ở đây ăn mặn, ăn cá. Đúng rồi. Nên con cố gắng con nói mẹ làm gà kho sả ớt. Rồi, cảm ơn cô. Dạ. Các bà hôm nay dùng gà kho sả ớt nha, canh ngót. Ngon quá, mấy bà mừng cả nhà. Các bà nói là gà kho sả ớt, mấy bà nói ngon quá, các bà mừng. Chúc mấy bà ngon miệng nha. Thì ở đây thì ở chùa sẽ nấu cơm giúp cho nhóm mình nè cả nhà. Đây, các bà sẽ bới ra trước vậy nè, chờ thức ăn của mình đem tới này nha. Để rồi con mời bà dùng cơm ngon miệng nha bà. Thì ở chùa nấu cơm phụ nhóm của mình đỡ cực một cái phần lo cơm á cả nhà. Gà kho sả ớt, dạ. Canh ngót. Lấy rồi mặn thêm. Con chúc các bà ngon miệng nha, gà kho sả ớt à. Cười, bà cười hi hi hi, bà nhìn cái bịch mà bà cười. Bà ơi, mình nấu đồ mặn vậy bà có thấy vui không bà? Vui. Vui. Bà có mong muốn gì nhóm mình nấu nhiều đồ mặn cho các cụ ở đây không? Có. Trả lời dứt khoát luôn, nhanh lẹ luôn. Cho cái gì cũng ăn lại không có ngại. Trời ơi, thương bà quá. Dạ, chúc bà ngon miệng nha, dồi dào sức khỏe nha. Cảm ơn cô. Dạ. Thương lắm đó nha. Đó. Là con nấu nóng hổi luôn á, vừa nấu xong là con đem qua liền. Dạ. Quê mập với lấy cơm nè. Chị lo lem đi phát chung. Đó, mấy bà lấy cơm này cả nhà. Đó. Anh Thi sẽ lấy thêm. Thức ăn. Dạ. Thương cả nhà. Gà kho sả ớt các cô, dạ. Đây rồi. Cô có cơm chưa? Cô lấy cơm chưa? Dạ rồi, con chúc cô ngon miệng nha. Dạ. Các cụ nghe thịt gà các cụ rất là mừng luôn cả nhà. Mình thấy rất là vui luôn. Đổ thịt gà ra ăn. Lấy cái cơm đổ thịt gà ra ăn. Dạ. Đổ cơm ra, lấy bịch thịt gà đổ vô cơm ăn. Đó, cơm thì chùa nấu phụ nè, đó cả nhà thấy không? Thì mấy chị đang, mấy cô chứ xin lỗi cả nhà, mấy cô sẽ đổ. Dạ. Canh ngót. Quẹ mập. Cái quẹ mập luôn. Dễ thương ha. Mập quá. Ăn nhiều quá mập quá. Chị cô vui vẻ ha. Dễ thương quá. Rồi để chụp cô vui vẻ. Cô thấy từ xa vui vẻ, lớn tuổi mà vui vẻ là mừng rồi ha. Cô dùng này cả nhà. Cô thấy mình nấu có ngon không cô? Nhóm mình nấu ngon không? Dạ. Đó.
không. Thịt gà như vậy có nhiều không? Dạ. Có nhiều không? Có nhiều lắm không? Dạ. Có luôn. Dễ thương quá à, dễ thương quá à. Dạ, chúc cô ngon miệng nha. Dạ, dạ, rồi cô dùng đi cô. Dạ. Bên đây thì cô bên đây cũng đang đổ ra nè cả nhà. À, sao cô bữa nay cô dùng con ít quá vậy cô? Ăn từ từ thôi cô. Dạ. Cô có gỡ cái này ra được không? Có cần con gỡ ra không? Thôi, thôi, được rồi, được rồi, này, cảm ơn cô nhiều. Dạ, dạ. Có ăn chưa ăn? Dạ. Dạ, dạ, chưa. Dạ, rồi, con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Chúc cô bây giờ khỏe khỏe mạnh ha. Dạ, rồi. Con cảm... vô hoài ha. Dạ, con vô hoài cô. Để đây các cô. Bên đây thì có toilet rồi sạch sẽ lắm cả nhà. Cả nhà thấy ở đây thì các cô lớn tuổi nhưng mà giữ vệ sinh rất là sạch sẽ luôn. Các cụ đang dùng cơm nè cả nhà. Đó. Bây giờ mình cũng xin hỏi ý kiến các cụ dùng cơm của nhóm mình nấu như thế nào ha. Dạ. Đây cụ cũng dùng luôn nè cả nhà. Đó, thương quá à. Canh có vừa ăn không cô? Dạ, vừa ăn luôn. Có mặn ngọt gì nói con để con nêm nếm lại ha. Dạ, tại vì con là người nấu á. Dạ. Có gì góp ý con để con sửa chứ đừng cứ gắng, cố gắng. Ngon lắm hả? Nè. Các cô có mong muốn mình nhóm từ thiện nấu đồ mặn hay là đồ chay cho các cô dùng đây? Nấu cái vàng thôi vậy. Dạ. Có gì ăn cái gì vậy? Có cái gì vậy? Có cái gì là ăn cái đó. Ôi thương quá. Dạ. Nhưng mà nếu mà đồ chay với đồ mặn thì các cô thích dùng chay hay là dùng mặn? Thì nói lớn lên đi để cho bà con nghe, nói nhỏ quá con mình con nghe à. Bạn dễ ăn hơn. Dạ. Tụi con sẽ cố gắng vận động các quý mạnh thường quân sẽ nấu thật là nhiều sức ăn ngon để gửi tặng các bà ở đây ha. Bà này cái thương quá. Đẹp lão ha. Đẹp lão. Đẹp lão. Không biết mấy mốt mình sau này mấy mình còn có cái sống như các cụ không nữa. Thương quá. Dạ. Cụ chắc bảy mấy hả? 75. Dạ, 75 tuổi rồi. Dạ. Cụ thì đổ rồi, đổ ra, gà thì đổ ra nè cả nhà. Đó. Canh thì chưa dùng tới. Thương quá. Mày ăn cả ngày hả cụ? Ăn cả ngày. Thương quá. Làm thấy ngon á. Ngon không chị? Nấu ngon mấy năm. Bữa nào qua ăn thử. Thấy thương quá. Hôm nay rất là vui được chị đi tham gia cùng với nhóm em. Được rồi, thôi vậy con xin phép các bà hay con về ha. Chúc các bà ngon miệng nha. Chắc. Em ơi, có ăn cơm chay không? Ngày mai chị phát cơm chay. Ồ, vậy chị bên đây có đi được không? Ờ rồi. Thế em lấy em gửi, có ai đi xuống dưới thì em gửi em. Ở trong đây tại vì chị phát hết khoa mà. Rồi, ra trước em gửi người ta đi ha, ra trước 10 giờ em chị nha. Rồi, cảm ơn. Chúc cô ba mau khỏe nha. Rồi. Rồi, cảm ơn nha. Rồi, chúc con chúc các cô với bà nhiều sức khỏe nha. Xin cảm ơn. Ở đây thì chú Dân sẽ đi qua bên đây. Bác từng khoa nha cả nhà. Ở đây thì từng phòng vậy nè. À, cái khoa này thì khoa bệnh hình như đa số là Phượng thấy là nặng không mà cả nhà. Dạ, cảm ơn. Rồi. Chúc mấy chú mau khỏe nha chú. Dạ. Giờ mình đi thang máy lên lầu 5. Cái này là lầu 3 nha chú. Rồi lầu này lầu 3 nha chú. Bệnh nhân mới nhập viện chú. Chú bệnh nhân mới nhập viện. Lầu 1 hả? Rồi bỏ cái chú để chờ vợ lên hết chú quay cho xuống lại. Cái này đang thang lên nha. À đúng rồi. À, thang lên em muốn xuống thì mai chờ qua thang nó lên rồi nó quay cho xuống. Thang máy rành quá. Không, cái này là nó biết từ lúc mà còn bé rồi.
Vậy là nãy chú không có bấm ở số 1 mà sao nãy nó không có số đi luôn. Đúng rồi, tại vì mình không bấm số 1. Thành ra nó. Dạ bây giờ chờ chút xíu nữa bấm chữ G là nó sẽ xuống số 1 nha chú. Dạ rồi, số 5 con xuống. Dạ giờ Phượng sẽ đi phát cho chú Dân như cả nhà. Hôm nay là ngày 10 tây tháng 8 2022. Chú Dân sẽ vô phát tận vườn luôn cả nhà. Dạ ra trước 10 giờ anh có phiếu chưa? Ngày mai á anh. Cổng số 5 đường cổng quyền á. Ra trước 10 giờ giùm em nha. Dạ cô có dùng không? Con chúc bà nhiều sức khỏe nha bà ơi. Mau khỏe về nha. Được rồi. Giờ chú Dân sẽ phát bên đây, Phượng sẽ qua bên đây cả nhà. Dạ con chào các cô các chú. Ngày mai nhóm thực hiện bước qua mình có phát cơm chay á. Cô chú nào dùng cơm chay không ạ? Dạ rồi. Dạ cô có dùng cơm chay không cô? Dạ đây là cơm chay nha. Cơm chay nè, lấy không? Dạ cô lấy giùm chú. Dạ cô ở đâu vậy cô? Dạ rồi. Để cho con gửi. Dạ. Một người một phiếu rồi cô thông cảm cho con nha, chia sẻ yêu thương dạ. Dạ rồi con chúc các cô các chú mau khỏe nha. Dạ rồi. Cá trước 10 giờ giùm em nha. Dạ, chúc anh nhiều sức khỏe nha. Dạ. Em đang có dùng không chú? Chú có dùng cơm chay không chú? Đây dùng cơm chay được phải không? Dạ dạ. Đây có. Đây gửi em chú. Dạ rồi gái. Đi ra đường này chú. Đây, đây cô chú được chưa có không? Dạ ra ra trước 10 giờ giùm em nha. Dạ rồi. Chúc các cô các chú nhiều sức khỏe nha. Dạ giờ Phượng sẽ qua bên phòng đây nha cả nhà. À, nhiều khi Phượng quay á mà đi lẹ quá. Dạ. Cái cũng hơi chóng mặt cả nhà mình thông cảm nha Phượng nha. Dạ con chào các cô các chú. Ngày mai nhóm từ thiện Pháp Hoa có phát cơm chay từ thiện. Các cô các chú có dùng cơm chay không ạ? Dạ rồi cho con gửi. Dạ ra trước 10 giờ giùm con cổng số 5 nha, đường Ngô Quyền á. Dạ chị. Dạ em xin phiếu chị. Dạ anh ở giường nào vậy anh? Dạ rồi. Con gửi. Dạ tại vì nhóm em phát cơm chay không à, có mấy đứa mấy tuần trước á em có phát cơm mặn. Thường thì nhóm của mình cơm chay. Dạ. Dạ cổng số 5 đó anh. Dạ ra trước 10 giờ giùm em nha. Đi ra giờ với đây không chị? Dạ dạ. Dạ đúng rồi, ngày mai á. Dạ cô có dùng cơm chay không? Dạ rồi, cảm ơn nha. Chúc nhiều sức khỏe. Dạ cô ơi, có dùng cơm chay không cô? Dạ rồi, cô ra trước 10 giờ giúp con nha. Con cảm ơn, con chúc với cô, cho chú mau khỏe về nha. Dạ. Hôm nay mình có dùng cơm chay không ạ? Dạ rồi, cảm ơn chị. Mọi người có phiếu. Thưa cô bác trong phòng mình, hôm nay nhớ bác bà có chia sẻ chút xíu nha. Còn con mình còn ai dùng cơm chay được đó. À, chú Dân thì sẽ phát tận phòng luôn. Dạ, chào chị. Dạ, rồi. Dạ các cô, các chú ra trước 10 giờ giúp con nha. À, cổng số 5 á. Dạ rồi, con chúc cô chú mau khỏe về nha. Dạ rồi. Con chúc cô chú nhiều sức khỏe nha, mau về nha. Dạ rồi. Ra trước 10 giờ giúp con nha. Nãy mà Phượng với lại chú Dân đã phát lầu 5 rồi cả nhà. Giờ mình xuống lầu 4. Dạ. Yeah.
Được rồi, con chúc các cô, chú dùm sức khỏe nha. Dạ, ra trước 10 giờ cổng số 5 giúp con nha. Dạ. Anh, à, bên đây có rồi. Rồi, dạ, chúc tất cả mọi người bệnh mau chóng hết bệnh nha. Trước 10 giờ sáng mai xuống xếp hàng ở cổng số 5 để nhận cơm nha chú nha. Nhớ nhắc nha. Rồi, nhớ dạ rồi, con cảm ơn mấy cô mấy chú, chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ, lấy phiếu chưa gì em? Dạ. Các cô các chú mình muốn xem lại video của mình nhận cơm hay gì phát cơm á, các cô chú đăng ký nhóm từ thiện Pháp Hoa giúp con nha. Dạ. Dạ. Rồi, ra trước 10 giờ giúp con nha các cô chú. Dạ các cô, các chú ơi, có ai dùng cơm chay không hả? Bên đây cái mình có dùng không anh? Dạ rồi, cho Phượng gửi nha. Dạ ngày mai ra trước. Dạ. Dạ người phiếu và chia sẻ thương giùm em nha. Dạ chú Dân gửi giùm con rồi chú Dân. Dạ, dạ chú đi không được, chú gửi cho người khác đi giùm con nha chú. Dạ. Chú bên đó có dùng không chú? Dạ rồi, em cảm ơn anh nha. Chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ không cô, sáng ngày mai trước 10 giờ sáng mai thì nói chung là đem phiếu ra đi dùng cơm. Trong phòng mình trừ trường hợp người nào đi không được thì thôi, còn người nào đi được thì đi, khi không được thì nhờ người khác đi dùng nhận cơm nhân dân nha. Dạ, tại nhóm của con nấu cơm là nóng hổi luôn, con vừa nấu xong nóng con đem lên liều luôn á, nên có cô có chú yên tâm ha. Dạ rồi, con chúc các cô chú nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ đúng rồi, sao chị nhận cho em, cảm ơn chị. Dạ rồi, gửi chị phiếu. Dạ chia sẻ yêu thương cho chị người phiếu ha. Một phiếu á chị. Nha. Dạ, đây cho ba phiếu luôn chị. Hai người đó cho em. Là ở đâu? Là ở đâu? Chị giường nào với giường nào? Dạ thôi để. À về ba giường đúng không? Rồi ok. Cái giường đó chú nó nằm mình cô, ổng có lấy. Dạ có hết rồi chị, một người một phiếu mình lấy hết rồi. Dạ người phiếu chị chia sẻ yêu thương vậy. Mình có nhận con trai không chú? Con cứ còn nhiêu phiếu đây thôi. Giường nghe chia sẻ yêu thương nha. Dạ. Dạ cổng số 5. Dạ cô ở đâu vậy cô? Dạ rồi, dạ gửi cô nha. Dạ rồi, chúc cô nghe với chú nhiều sức khỏe nha. Dạ chú ơi cho con gửi nha, chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Dạ, ra trước chú có dùng cơm chay không chú? Dạ ra trước 10 giờ giúp con nha các cô chú ơi. Dạ rồi con gửi chú. Con gửi chú, chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ rồi con hết phiếu luôn rồi, để cái chú kia qua cái còn phiếu không. Dạ rồi con chúc các cô các chú nhiều sức khỏe, mau về. Ra ra cổng số 5 giùm con nha. Dạ chú. Dạ đúng rồi chú. Dạ rồi. Dạ ra trước 10 giờ giúp em nha. Dạ. Dạ rồi con chúc phòng mình thật là nhiều sức khỏe nha, mau về nha. Dạ dạ ngày mai nhận cơm á chị. Mình ra cổng số 5 mình nhận cơm nha. Dạ cổng Ngô Quyền nha chị. Con người đi không được hãy nhờ người đi nha. Rồi. Dạ rồi. Rồi. Cảm ơn. Đi mấy cô nhớ đội nón nha, nắng cho cô. Dạ muốn đi mấy chị cô. Dạ cho vô phòng cô ơi. Dạ cho trong phòng nè. Dạ con chào các cô các chú, ngày mai bên nhóm từ thiện Pháp Hoa có phát cơm từ thiện á. Mời các cô chú dùng cơm nha. Cơm là bên nhóm từ thiện Pháp Hoa là nóng hổi giờ thổi giờ ăn luôn. Ngày mai có trái cây tráng miệng. Dạ. Ngày mai là có muối đấy. Rồi, cô có chưa? Dạ rồi, dạ rồi. Hết phiếu rồi. Vừa đủ anh bà. Dạ. Dạ tại có nhiều còn hai dưới mình không đủ phiếu để phát á. Dạ. Mấy cô mấy chú thông cảm nha.
mình cầm phiếu này xuống cổng số 5 phía đường Ngô Quyền để nhận cơm. Trong phòng ai đi được thì tự đi, còn nếu không đi được hãy nhờ. Bởi thật ra cái người đi nhận cơm vẫn có quyền lợi của người đi nhận cơm. Cái gì không nói sao tính sao. Rồi chúc mấy cô với chú nhiều sức khỏe. Dạ rồi, dạ rồi. Rồi. Thôi, nha. Rồi. Rồi. Tối luôn rồi. Cảm ơn chúc anh ngon miệng nha. Anh ơi, anh nhảy lên đây anh ngồi, anh chắc cơm giùm em đi anh. Anh qua bên đây anh ngồi chắc cơm giùm em đi. Dạ rồi. Rồi rồi rồi. Rồi ok ok. Dạ 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 rồi mấy anh mấy chị qua giùm em nha, tranh thủ qua giùm em nha. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ rồi, dạ rồi. Rồi chúc mấy cô mấy chú ngon miệng nha. Dạ rồi, chúc chị ngon miệng nha chị ơi. Đây thì phải sắc nước. Rồi chúc cô ngon miệng nha cô ơi. Rồi chúc chị ngon miệng nha. Sắp lên cho bà nội luôn. Con chúc chú ngon miệng nha chú. Cảm ơn chú, chúc chú ngon miệng. Cái nào cũng vậy hết trơn á, y chang nhau hết à. Thịt kho củ cải. Dạ không có phiếu cô đứng bên đó xếp hàng giùm chút xíu phát hả cô. Rồi chúc chị ngon miệng nha chị. Rồi chúc mấy chị ngon miệng nha, chúc nhiều sức khỏe. Chúc chị ngon miệng, chúc nhiều sức khỏe. Chúc cô nhiều sức khỏe nha cô, chúc cô ngon miệng. Rồi chúc anh ngon miệng nha. Rồi anh thảy ra giùm cho mọi nha. Phần có phiếu gần xong rồi nè cả nhà, còn ở đây phần không phiếu, không có phiếu thì xếp hàng giùm em nha chị. Cái bánh nó nước hôm nay giùm con nha chú. Dạ qua bên trái, qua bên trái. Phần này thì là phần không phiếu nè cả nhà, cái phần có phiếu là mình phát xong rồi. Phần này là phần không phiếu. Mình ra chịu khó đằng sau chút xíu đi. Cũng tối là. Dạ cô xếp hàng giùm con đi cô. Anh ơi anh có phiếu không ở đây? Dạ cô đứng xếp hàng đây giùm con cô ơi. Thông cảm giùm con nha. Dạ rồi cô thông cảm giùm con, ta đứng đây lâu rồi. Rồi, chúc con miệng nha em.
Chị ơi thông cảm qua giùm em đi, chị cho người khác lên đó, chị thông cảm giùm em nha. Được rồi, chúc mấy chị ngon miệng nha. Chúc mấy chị ngon miệng nha chị. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, chúc chú ngon miệng nha. Dạ cô ơi, qua liền giùm con, cô để người sau lên nữa. Mọi người một phần thông cảm giúp con nha, chia sẻ yêu thương nha cô. Dạ. Rồi, chúc cô ngon miệng.